Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 8, Công an huyện Trư Quynh, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm rõ đối tượng đẽo gốc phá hoại 26 cây sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn. Trước đó, sáng ngày 27 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trư Quynh tiếp nhận tin báo của bà Hơ Chip Bia, sinh năm 1980, ngụ xã Ea huyện Trư Quynh, về việc vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ gian phá hoại. 26 cây sầu riêng của gia đình bà trồng được từ 3 đến 5 năm đã bị đẽo sạch vỏ quanh gốc. Vào cuộc xác minh, công an huyện Trư Quỳnh đã xác định được Y Bia, 47 tuổi, chú cùng buôn là người thực hiện hành vi nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Y Soi khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước với bà Hờ Chip vào khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 8. Y Soi một mình mang theo một con dao chặt dài khoảng 46 cm đi đến vườn trồng sầu riêng của bà Hờ Bia. Tại đây, y xoay chặt đẽo hết phần vỏ, gốc cây của 26 cây sầu riêng trong vườn của hàng xóm, rồi thả nhiên về trò của vườn nhà mình ngủ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trư Quynh đang tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tình trạng mâu thuẫn cá nhân dẫn đến việc phá hoại cây trồng liên tiếp diễn ra tại Đắk Lắk thời gian qua, làm ảnh hưởng đến kinh tế của nông dân và gây mất an ninh trật tự. Trước đó, công an huyện Krông Búc cũng đã khởi tố bị can đối với một phụ nữ 68 tuổi do có hành vi phá hoại gần 370 trái sầu riêng của một hộ dân cũng do mâu thuẫn. Đắk Lắk là tỉnh có sản lượng sầu riêng đứng thứ hai cả nước với tổng diện tích trên 32.000 ha, sản lượng ước đạt 280.000 tấn. Sầu riêng hiện vươn lên vị thế vua trái cây của Việt Nam, gia nhập nhóm nông sản tỷ đô khi đem lại giá trị xuất khẩu là 2,24 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Xuất khẩu sầu riêng góp phần quan trọng giúp ngành hàng rau quả lập kỷ lục lịch sử 5,7 tỷ đô la Mỹ. Vào khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2024, bà NTP, 82 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, kẻ gọi đến tự xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng bà P liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Chúng liên tục gọi điện và yêu cầu cụ bà chuyển toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh nguồn gốc, đồng thời yêu cầu giữ bí mật, không được tiết lộ với bất kỳ ai nhằm đảm bảo thông tin trong quá trình điều tra vụ án. Do hoang mang và lo sợ, đến khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024, bà P đã đến ngân hàng Việt tin Banh tại số 46 đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để rút toàn bộ số tiền 307 triệu 500 nghìn đồng từ sổ tiết kiệm. Sau đó, theo yêu cầu của bọn lừa đảo, cụ bà 82 tuổi được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Cẩm Nhung, mở tại ngân hàng VPBank chi nhánh Cần Thơ. Khi đến ngân hàng BIDV tại số 37 đường Thành để thực hiện giao dịch chuyển tiền, bà P có biểu hiện lo lắng, liên tục nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1986, nhân viên ngân hàng BIDV, nhận thấy có sự bất thường, liền gọi điện thoại báo công an phường Cửa Đông. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Cửa Đông đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, trực tiếp giải thích và tuyên truyền cho bà P về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng giả danh công an nhờ sự giải thích kịp thời cụ bà đã nhận ra sự việc và ngay lập tức dừng việc chuyển tiền bảo toàn toàn bộ số tiền của mình trước sự nhiệt tình của nhân viên ngân hàng cùng sự tận tâm của cán bộ chiến sĩ công an phường cửa đông cụ bà ntp bày tỏ rất xúc động liên tục nói lời cảm ơn đây cũng là vụ thứ hai liên tiếp chỉ trong vài ngày liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao được công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội phối hợp với ngân hàng phát hiện ngăn chặn kịp thời bảo toàn tài sản cho người dân trên địa bàn sau khi các công nhân ăn bữa cơm trưa hôm 28 tháng 8, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise Apparel Việt Nam, trong cụm công nghiệp Hoàng Xá, thuộc địa bàn xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, có hơn 150 công nhân biểu hiện đau đầu, buồn nôn, đau bụng, một số đi ngoài. Ngay sau đó, các công nhân này được đưa đến các cơ sở y tế gần đó để kiểm tra sức khỏe. Tính đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Tổng số người bệnh được theo dõi là 152 người. Trong đó, 6 ca có triệu chứng sốc phản vệ độ 2 như đau bụng, nôn, nổi mề đay toàn thân, khó thở nhẹ. 146 ca đau bụng nhẹ, buồn nôn. Theo tìm hiểu của phóng viên, bữa cơm trưa nói trên do một công ty ở thành phố Việt Trì cung cấp với 825 suất ăn, trong đó có cá kho, rau bắp cải luộc, đậu sốt thịt và cơm trắng. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy cho biết các cơ quan chức năng đang lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc lãnh đạo sở y tế tỉnh phú thọ lãnh đạo huyện ủy ủy ban nhân dân huyện thanh thủy đã đến thăm hỏi các công nhân nghi bị ngộ độc tại các cơ sở y tế có công nhân đang điều trị đồng thời chỉ đạo trung tâm y tế huyện huy động nhân lực phương tiện điều trị phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xác minh nguyên nhân vụ việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tối 27 tháng 8 đã công bố số liệu thống kê về tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2024 cùng số lượng thí sinh xác nhận nhập học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2024 trên hệ thống là 673.586 em, tăng 58.116 thí sinh so với năm 2023. Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học là 551.479 chiếm 81,87% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1. Như vậy có đến 122.107 thí sinh từ chối không nhập học đại học dù đã trúng tuyển đại học, chiếm tỷ lệ 18,13%. Tiến sĩ Trịnh Thanh Huyền, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính đánh giá việc nhiều thí sinh dù đã trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học không phải là hiện tượng lạ. Lý giải nguyên nhân hơn 122.000 thí sinh từ chối nhập học, bà Huyền cho rằng có thể một số bạn đang chờ suất học bổng để đi du học nước ngoài. Thời điểm các em đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, chưa nhận được giấy báo trúng tuyển nên vẫn xét tuyển. Bên cạnh đó, hiện nay một số trường quốc tế tuyển sinh độc lập nên thí sinh khi đỗ trường công lập lại thay đổi định hướng sang môi trường quốc tế. Trường hợp tiếp theo, theo Bảo Huyền đưa ra là một số em kết quả trúng tuyển vào các trường chưa đúng với nguyện vọng mong muốn. Tiến sĩ Trịnh Thanh Huyền phân tích, nhiều em khi đăng ký xét tuyển kỳ vọng trúng nguyện vọng 1 hai nhưng chưa đủ điểm. Khi hệ thống xét các nguyện vọng tiếp theo, dù trúng tuyển nhưng các em không mong muốn theo học, tìm cơ hội xét tuyển bổ sung đợt 2 hay cũng có em quyết định ôn thi lại. Theo quy định, 17 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024 là thời hạn cuối cùng để thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua thông tin phản ánh của các cơ sở đào tạo và thí sinh, hiện có một số thí sinh khi nhập học trực tiếp tại trường mới phát hiện ra sơ suất chưa thực hiện việc xác nhận nhập học trên hệ thống. Do đó, để tạo điều kiện cho thí sinh, Bộ Giáo dục đào tạo thông báo tiếp tục mở hệ thống để thí sinh hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học đến trước 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2024. Liên quan đến việc du khách phản ánh trên mạng xã hội Facebook rằng người đi massage ở Huế phải điền số căn cước công dân, đại diện công an thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định không có quy định nào cho thấy các cơ sở massage phải yêu cầu người dân du khách điền số căn cước công dân khi trải nghiệm dịch vụ cơ quan công an đang liên hệ với người đăng thông tin trên để xác định cơ sở massage nào yêu cầu khách hàng cung cấp số căn cước công dân và có những bước xử lý tiếp theo sở thông tin và truyền thông thừa thiên huế cho hay trang facebook đăng tải thông tin trên thuộc về một du khách ở hà nội sở đang phối hợp với các bên liên quan để xác minh thông tin và xử lý theo đúng quy định theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường phú hội Thành phố Huế, hiện tại các cơ sở massage trên địa bàn do phường quản lý, phường không có chủ trương đưa ra quy định như thông tin trên mạng xã hội, chỉ có các địa điểm hoạt động lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn mới yêu cầu xuất trình căn cước công dân. Massage chỉ là một dịch vụ bình thường, khách trải nghiệm dịch vụ xong không cần điền số căn cước công dân. Đại diện Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, các cơ sở massage không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của sở mà thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương nên sở này không nắm rõ thông tin. Những thông tin sai sự thật có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế, nhất là khi đợt cao điểm đón khách dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần. Đại diện sở du lịch khuyến cáo người dân và du khách cần chọn lọc thông tin khi trải nghiệm du lịch Huế. Trước đó trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên là NHA đăng tải dòng trạng thái có đoạn Đau người đi massage ở Huế, thấy bắt điền số căn cước công dân, hỏi thì nhân viên bảo công an yêu cầu hàng tháng sẽ kiểm tra người này không chỉ đăng trên trang facebook cá nhân mà còn chia sẻ nội dung kể trên lên một số hội nhóm facebook tuy nhiên người này chỉ nói chung chung là đi massage ở huế chứ không nói rõ tên và địa chỉ cụ thể của quán kể cả trong phần bình luận